bữa nay có bà ngoại má nằm dạ hân, dạ hân nè con. Bữa nay mình đi ăn ở đâu nè? Bảo nè, mẹ mami. Ăn ở đâu? Korean. Bữa nay Korean barbecue ở Aurora. Aurora, Colorado. Dạ hân ăn cái gì nè? Sao? Dạ hân ăn cái gì nè? Chút nữa hân con ăn cái gì? Hộp. Mới bú no rồi cái là lại đẩy bình sữa ra. Không thèm ăn nữa. Thấy thịt hả? Ăn thịt không con? Ăn Korean barbecue ha. Này là thịt pork belly là giống như ta rọi gì đó, đó. Ta rọi ta rọi lòng. Bên này là thịt bò qua nhiều gì đó. Không có biết đúng không á. Bảo đang ăn này giống ăn chặt chê hả con? Chặt chê với lại nuôi gì không biết. Ngon không Bảo? Chọn mè nếp hay gì á? Có biết không? Thân bú no rồi hả con? Còn chút con bú nữa không? Giờ cho thân muốn ăn nè. 6 tháng rồi, ăn được rồi á. Để thân được ăn rồi. Nha thân ăn cái gì? Thân nhìn quá chừng nè. Nha thân thấy gì ngon không? Ăn được rồi, để thân ăn. Có kêu thêm cái món gạo gì đó không em? Món gạo gì? Vegetarian á? Có. Có kêu rồi hả? Đây nó có ra án đậu hũ. Không phải đậu hũ, trứng. Trứng á. I was going to the... Ok, chừng nào chín rồi ăn ha. Okay. Oh, save Uncle. Stop. Make it stop. Make it stop, Chibi. Let me push now. Ready? You are too funny, Chibi. Hear it. I want carrot. I'm so hungry. But I don't want bitter squash. Carrot. Or nope. Grapes. All right. Chibi. Or mango. Carrot, grapes, or mango. Get Uncle. Come on. Come on. What's that? All done. All done? Do you have any corn? Close. I want a carrot. Don't hit your hands against the edge of that table. That's his favorite table. I know. He hit it twice. Already, huh? Yeah. Hi, Jimmy. Đưa cho ngoại. Cho ngoại, cái đó của ngoại con. Đưa cho ngoại. Quay nhảy lên để ngồi ghế. Đẩy đẩy chạy bụng. No. Quick, come here. I'll save you.
Cái gì đi đi. Đưa cho ngoại. Đưa cho ba. Bảo cho. Ba bảo. Uncle calling you. Give it to uncle. Give it to uncle. Come on. Give it to him. GB. He's waiting. Uncle's waiting. Come on. GB. Dạ Bảo, đưa ba. Oops, we almost. Yeah, I'm the winner. Guess now we know who your favorite person is, huh? Now I'm the winner. So bend over. Yay, GB, bend over. Silly goose. Pineapple. Give Uncle more now pineapple. Spinning. All right. GB. What else do you want to get, Uncle? Come on, GB. GB. Okay, watch out, Rudy. No. Get down, Rudy. He's fine. Come on. GB, show him the electric button. Show Daddy electric button. Show Daddy. Do the electric button. No, not the electric button. No. No more electric button. No more electric button. No, not the electric button. No, please. No. You're funny. You guys are so funny. We are funny. Silly goose. Huh? We are funny, huh? Coco. Ông ngoại sửa sàn đi hả? Ông ngoại sửa sàn đi chưa? Sửa sàn đi không? Trái. Nhưng mà chưa. À. Coco's coming home. I just got the notification. She's on her way home? Yes. Hai con. Cái bao. Bao. Ừ. Hai nè, con ở nhà ai? Đâu? Ở nhà cô cô. Ừ, không có phán mèo á. Nghe không? Nè. Ân cầu sáo với ai nè? Ân cầu sáo với Gia Hân nè. Ai quay đi? Ai quay kìa? Ai quay kìa? Quay kìa. Hân. Ai mới nói đúng nè. Nãy giờ chơi với ân cầu hả con? Ai quay kìa? Này là ân cầu sáo nè, là anh thứ sáu, anh Quang thứ sáu coi. Gia đình đông lắm. Thành ra đếm giờ mà kể ra cũng kể không hết. Nhưng mà nói phía bên này. Bên này là coi lớn nhất là, nếu mà chỉ tính bên này không á, lớn nhất là chị Huệ phải không? Ê no, chị Mỹ. Chị Mỹ, rồi xong rồi bên này là tới chị Huệ. Rồi tới anh Hoàng là cũng là thứ sáu. Rồi cô Cồ thứ bảy. Anh Đào là 8 nè. 28 lắm. Rồi hàng 9. Hằng chín. Họ nên hình, chắc thấy hình thôi và thấy hình thôi chứ không có chưa không biết ở ngoài hồi đợt về Việt Nam chưa gặp hả? Chưa. Dạ. Họ đợi dịp khác ha. Hẹn một ngày gần đây ha. Ngày gần đây luôn nha. Ngày nào thì mình tính sao. Chắc cũng tùy hồi con về, chắc cũng như tùy người nữa nha. Hồi con về không bị gì, không bị bao nhiêu hết á. Giờ nói không thầy về Việt Nam nó mũi cắn tại vì mình đỏ hết.
Thẹo tới giờ. Thẹo tới lấy thẹo tới giờ chưa hết. Ông mấy năm rồi còn thẹo. 4 năm mà vẫn còn thẹo. Ông ngoại, ông bà ngoại ở bên này mấy tháng rồi? Từ hồi tháng 12 phải không? À, từ tháng 2 hay tháng 12 là đi tháng 2 hả? Tháng 2 bây giờ là tháng 6, gần tháng 7 mất rồi thì cũng là 5 tháng rồi đó. Ở nhà của Coco với Mark ở Fort Collins, Colorado. Nhanh ghê ha. Thì ông ngoại chị hóa chị cũng được mấy tháng nay, lúc thì cũng khỏe, lúc thì bữa nay ông ngoại cảm thấy làm sao? Khỏe hơn chưa? Dạ. Thôi cố gắng chị cho mau hết bệnh ha. Rồi tối nay là đi có hẹn đi xạ trị phải không? Tối nay có hẹn nữa hả? Hay là chỉ đi gặp bác sĩ thôi? Dạ. Coi như là mấy bữa nay là ông ngoại nhìn thấy hồng hào hơn á, có sức khỏe lại để mà trị tiếp cho nó xong cho hết. Lên được 1 ký à? Lên được 1 ký luôn. Thì cái quan trọng nhất là cái sức khỏe. Bữa nay thấy ông ngoại ở ngoài ngồi chơi với mấy đứa nhỏ nhiều hơn nè. Nói chung qua đây cũng đỡ là có anh chị em phụ ba má rồi chở hẹn bác sĩ tới lui. Mấy đứa cháu cũng qua chơi. Thì hai cháu này là ở tuốt bên New Mexico, lái xe 8 tiếng, bay nếu mà bay thì có 1 tiếng à, mà lái xe là 8 tiếng. Dạ Hân có thời phiên lái xe không? Dạ Hân lái quá trời lái luôn. Lái ẻ ẻ ngày mai sáng mai lái về ha. Rồi giờ Hân lái về đi. Đợt sau rồi coi một thời gian cái cứ chạy qua chạy lại, cũng mong là ông ngoại mau hết bệnh rồi cái là về bên kia. Về bên kia là nhà đối diện, không có đi có mấy bước là tới rồi. Ông ngoại nhớ nhà bển không? Nhớ chứ sao không nhớ. Nhớ nhà bển chứ nhớ gì nữa? Nhớ con nù không? Thì đương nhiên cái gì có cũng nhớ. Dạ. Nụ nó ở bên nhà con thì nó hai con, nó với con heo chạy ra chạy vô nhà thôi. Nhưng mà nhà bên kia là về rồi ba cái rau cải đồ đâm đây đâu có trồng, chỉ có cây. Để con coi con về con có thời gian phải làm ống nước để cho nó tưới. Để chết cái cây gì? Cây táo tàu của ba. Cây táo tàu, cây đó gì chứ nó mạnh lắm nha. Không nó khó chết lắm. Chỉ có rau cải mình, nếu mà mình trồng thì mình phải tưới thôi. Nói chuyện với con chỉ quay thôi để mà làm kỷ niệm mà. Thu lại. Mai mốt mới coi lại. Này đang quay để thu lại để mai mốt thì mấy đứa này nó lớn nó biết là nó có đi qua thăm ông bà ngoại ở bên này. Nó qua ngược dài là mới về hả? Là bắt đầu là nhớ mà nó qua rồi thì nó quậy. Nó qua thì nó quậy bởi vậy mà giờ hai đứa có quậy. Đứa nào quậy nè? Đâu đứa nào quậy ra ta? Đâu cái thằng đã ra đây là quậy kìa. Qua đây thì coi như đồ đạc thì nồi niêu son chảo đó, nó phụ rửa rau rửa cải đó. Rửa bao lâu rồi chứ sao mà cái gì quay cho nó khô nè. Ủa cái này là cái đồ salad spinner khác nữa mà. Cái kia nó đây nè, đây bữa nó ngồi trong cái này nè. Bữa ngồi trong đó luôn đó, bữa trong này nó ngồi ở trong nó hát. Rồi bữa nay nó xách nguyên cái này của đồ của người ta để sấy gì quay cho keo nó khô á, nó đem ra nó bỏ đồ chơi nó chậm nó quay. Bảo dạ Bảo đến đây ở nhà thì bữa nay là Coco với chồng của Coco là Mót á, hai người đi làm chắc tới 7 giờ mới về hả ba? Coco thì Coco làm mất đi chơi. Mót thì thật sự Mót thì thoải mái hơn, thời gian rộng rãi hơn. Nói chung Coco, Mót đi đâu? Đi chơi với ba của em rồi. Ba má của em dạo này bị bệnh. Thì đó bởi vì
cha mẹ lớn tuổi thì giờ cũng đỡ, thì con cái rồi con cháu mà có điều kiện đủ thời gian, cái quan trọng giờ là thời gian qua thăm ông bà già đồ. Ba mẹ của Mót cũng ở gần đây, khu vực này thì nói chung nó nhà ở đây bên này người lớn tuổi rồi, tập trung về ở gần ba mẹ nó cũng đỡ, chạy qua chạy lại nó gần. Tiểu bang này mà lái về bên thành phố Albuquerque kia là lái xe thì cỡ 7 tiếng. Thì nếu mà mình ngừng á, giống như hồi tụi em đi á là 8 tiếng. Tại vì ngừng giống như lái được nửa đoạn rồi, ngừng cho mấy đứa nó nghỉ rồi mình ăn trưa đó. Thì ngừng đâu cỡ 1 tiếng. Cũng không có quá xa. Nhưng là 500 chắc 550 mao là cũng cả 8-900 cây số á. 8-900 cây số. Đây để một chút rồi quay sơ sơ, trời mát mát thì quay sơ sơ ở phía trước cho bên này để dành lại mai mốt cho mấy đứa nó coi. Đây là nhà của cô Cò với Mót ở Colorado. Này mẹ của hai đứa đang luộc rau. Này rau dền, luộc rau dền. Ủa nãy em nói là xào rau xam mà bên kia chưa bạn luộc rau dền. Này là phải xào rau xam xào tỏi. Mấy này vị trí bên này ăn nó ngon. Bỏ món. Rồi sao hồi nãy có đi mua được chè trái dải. Chùm chùm. Ồ, vậy là rau này là tuốt ở bên thành phố bên kia đem qua. Bên Albuquerque, New Mexico, rau dền, hay rau xam, hai cái. Rau này là ở ngoài vườn á, chứ không phải là mua nữa, ở ngoài vườn trồng luôn á. Gửi qua cho ba má ăn. Vậy là tốt quá rồi. Ok, thì quay sơ sơ trong nhà để chút trời mát ra ngoài quay. Ở khu bên này đất nó cũng rộng lắm nè. Đất nhà thì cũng không có phải là quá rộng, nhưng mà cái nó có một cái khu chỉ là đất trống để người ta đi thể dục, đi bộ, dẫn chó đồ đi chơi, hoặc sáng chiều hình như lúc mà ba má mà khỏe đó là đi bộ phía sau này, nguyên cái khu đất trống vậy đó. Rồi phía bên kia là sân golf của cái dãy trên mặt trước của nhà này á. Cái này là mặt sau của nhà, chỉ là cái phần đất cỏ thôi để người ta đi bộ, dẫn chó hay là chạy bộ, đi bộ sáng chiều. Khí hậu bên này thì tốt lắm, không quá ẩm, không quá khô. Ok, quay sơ sơ thôi. Rồi một chút quay phía mặt trước nhà của cô Cò với Mót cho mọi người coi ha. Cái này là nhà cô Cò với Mót ở bên Fort Collins, Colorado nha. Ok. Bye ngoại. Bye ngoại kìa. Bye. Bấm. Còn bấm cái gì? Đi camera mới bấm chứ hả? Đi đây đâu có bấm. Ông ngoại đi bác sĩ không? Cái nhỏ này đâu có bấm. Vâng, đi mua tả. Ồ, đi mua tả nó kìa. 8 rưỡi nó đóng cửa. Ừ, mà phải đi với cô Cò chứ hả? Ồ, dạ. Chứ dạ. Đi với cô Cò. Chúc nhà cô Cò đi. Bye ông ngoại, bye bà ngoại, bye ông cô. Đây, bye đi, nói ông ngoại đi. Lấy đi bác sĩ. Ồ, cái ghế lấy ra chưa? Lấy cái ghế pha sao lấy rồi?
Bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Bảo. This baby is Chris. Mm-hmm. Where's my baby? Ý này phía trước, trước nhà ông bà ngoại rồi đi ăn cầu sáo đi, đi bác sĩ này, trước nhà, trước nhà của cô cờ với mót ha, nhà của cô cờ với mót ha ta, ừ, phải không?